Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình lại sang rank China làm clip cho anh em xem đây. Đấy, vừa vào phát thì đang đứng ở trong hầm thì mình mới nhớ ra là quên chưa bật qua màn hình. Ra bật phát vào trong thì đã thấy chết rồi. Đấy, tiện thể thì tranh thủ chỉnh nút cho nó ok một tí. Chứ cái màn hình bé chỉnh nó cũng hơi khó. Cứ toàn phải chỉnh đi chỉnh lại làm sao để cho nó bắn cho nó có hiệu quả nhất. Rồi, hôm nay mình sẽ làm về khẩu AN94 nhá. Rồi, về khẩu AN94 nào thì tí nữa mình cầm trên tay rồi mình sẽ nói cho anh em xem sau nhá. Còn để xem hôm nay ông đang định làm gì đấy. Ông đang định làm gì đấy? Kìa, nó ngay giữa mít kìa. Ngay mít kìa. Trời, hay lắm, một phát headshot luôn. Quả slip quá bá đạo ấy. Rồi, 1 cân 2. Kìa, hâm vào kìa. Rồi, gặp nổ thì tắt điện đi em ơi. Mày đi à, ngã lòng vòng kìa. Rồi, hôm nay mình sẽ làm về khẩu AN94, không phải VIP, và nó có tên là Gold. Mình mình chụp ảnh Google xong mình dịch ra thì nó ghi là AN94 Gold. Rồi, ok. Hôm nay rồi, hôm nay mang theo hỗ trợ cho khẩu này thì mang theo cái lục AG. Khẩu lục AG và cây cận chiến VIP Thuận Thiên Kiếm. Trời ơi, nút nó chỉnh khó quá. Cố lên nào. Ở bên kia thì cũng nói chung là team mình thấy nó hổ báo hơn là team bên mình. Và chưa biết là có làm được cái gì không. Ấy, trong xe B này. Này, trong xe B, mày ra đây. AN94 đam to lắm. Không uy. Trời ơi, ăn ngay quả bom mồm. Ui, hai quả bom luôn. Thôi em chạy. Không chạy kịp mới đâu ý. B2 có nghĩa là A chỉ còn một thôi, B2 rồi. Hay, B còn một, thầm B còn một. Hay ông, hai khẩu snip trên tay. Bom trên xe A rồi kìa. Bom A rồi, đứng đây làm cái gì, chạy lên Nam một cover. Ông này ông đang định đặt bom ở trên này xong rồi ra rào canh. Cái đấy cũng... Rồi, làm sao mà đấu được cả lò. Cái này cũng 50-50 thôi. Đấy, đặt bom ở trên đấy thì địch nó vẫn có thể núp và gỡ bom được. Không biết ông này ông ấy định làm gì. Ở đây có thể nhìn thấy bom nhưng mà nó có thể đứng núp sau cái thùng xanh ấy và gỡ bom được. Chứ không nhất thiết là phải nhảy hẳn xuống xong gỡ bom đâu, hoặc là nhảy lên trên đấy gỡ bom. Thôi, vãi cái đấy, nó nhảy qua rồi. Cạn lời cỡ bom luôn, bảo mà biết ngay mà. 0-2. Tỷ số đang là 0-2 rồi. Thấy mọi người bảo cái dòng AN94 thì ở trên bản PC ấy, lục kích trên PC thì nó rất là bá. Nên nó toàn bị vào trong cái nhóm súng bị kỳ thị thôi. Còn ở bản xe mobile ấy, thì mình thấy nó cũng bình thường. Bởi vì tâm khi bắn nó nở ra rất là to. Đam thì cũng khá cao đấy. Đây, tập trung chung đam tận 30 mấy. Nói chung là đam cũng khá là cao. Có thể chơi được. Mỗi tội là khi bắn thì tâm nó nở ra như cái lồng bàn thôi. Đi này. Tôi bỏ mẹ rồi, ăn cướp rồi. Mi tôi vẫn canh này. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, tao cho mà chết luôn. Mày quá headshot. Rồi em ơi, hành lang không thấy gì. Đồng đội mình đang đi từ hành lang lên A và cùng cũng chết rồi. B hai người là quân mình. Mà bom đi. Hết bom khói cho nó mới đau nhỉ. Hết bom khói rồi. Thôi ta lại thủ tiếp thôi. Thủ. Thủ canh bom thôi. Chứ không được hổ báo gì đây cả. Cố lên. Cố lên nào. Đặt bom trên cao này. Hay. Còn một thằng nữa thôi. Không thắng được nữa thì tôi tốt nhất là chặt chim cho nó nhanh. Em ơi, nó đang đâu? Có khói mờ mờ ảo ảo thế này thì... Ý, nó vào đây. Ấy, làm sao mà thoát được? Nó nhảy đúng vào cái chỗ mà đồng đội mình đang thủ. Cái hướng súng nó dí ngay vào mông thế, làm sao mà chạy được? Rồi, cái súng này chỉ có tỉa xa thôi. Bắn tỉa từ từ thôi. Chứ không bắn tầm 2-3 viên liền lúc thì nó sẽ... Tâm nó cũng sẽ lở ra. Cũng khá là to so với cả cái lồng bàn đấy. Mày qua đặt bom nhà thì thôi, mình cầm bom thôi. Ồ, thay đạn cũng khá là nhanh.
Dòng này dòng súng tím à, cũng là một vũ khí khá là ngon. Mình cũng không nhớ là tại sao lại có khẩu này, tại sao cái khẩu này được ra đời trong bản Senpai China nữa. Không biết là được tặng free hay là phải mua. Nhưng mà cái ác công an này ông toàn mua những súng nào mà ông cần thôi. Mình nghĩ là khẩu này được free, chắc không phải là súng này ông mua đâu. Hoặc là làm nhiệm vụ thì cũng sẽ được khẩu này, mình nghĩ là thế. Rồi trên, thằng này nó núp ngay giúp A này. Mày núp ngay giúp A, mày ngó cái đầu lên là tao cho mày headshot luôn. Núp nó cái đầu lên. Nó cái đầu lên em ơi. Nó lên, chết cha mày đi. Cái tội bắn chết đồng đội của anh này. Rồi, nó giết đồng đội mình rồi ấy kìa. Ôi dồi ôi, chết như thế này làm sao mà em sống được em. Mày bắn đồng đội của anh là ít máu còn láo nháo. Hai quả sọ, hai sao vàng, hai sao trắng. Liệu rằng 1 cân 2 có thành công hay không? Vẫn còn 100 HP. Đạn 41 viên trên một băng. Lượng đạn dự trữ là 77 viên. Vẫn thoải mái. Mày lại này, tín lò này, con cửa hó này. Mày cầm lò mày giết đồng đội của ông hơi bị nhiều rồi đấy. Còn một thằng nữa thôi, còn một thằng nữa thôi. Em đang đâu em ơi. Giờ còn một cú nữa thôi, em đang đâu. Ui, tôi bỏ mẹ rồi. Thôi anh ơi, tay em. Mày quá ti chết. Hai đều rồi, mày quá. Quả đấy nó vẫn ở trên là mình đang định đi rào quay lại về A đấy. May ấy. Rồi, ta lại đi sang B thôi. Ta sang B ta thủ thôi. Chưa đồng đội của mình kìa. Xông lên hết rào hoặc là thủ hết lên ở trên A rồi kìa. Cho bom này. Vào phát là cho bom này. Xem chúng mày có đẩy không. Rồi, chưa gì. Một quả đầu đã ra đi. Bọn này không đi B rồi. Rồi hay lắm, lại một em nữa ra đi rồi. 5v3 làm sao bắn được đây. Rồi đồng đội về B canh. Đồng đội về B canh thì mình sẽ nên mid hoặc là lên hành lang canh thôi. Rồi cuối cùng là không kịp rồi. Hành lang gãy rồi. Nó xông lên hết tên la rồi. Về A mấy anh em ơi. Còn mỗi một thằng thôi, về A đi đồng đội ơi. Cái lời nó này chắc chả anh ấy thấy rồi, chả ai thấu hiểu. Rào này rào có nhá. Rào có. Rào này. Này thì rào có này. Nào mày ngó. Mày ngó cái đầu lên. Mày ngó lên làm gì mà phải núp 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 núp. Còn cầm lỏ. Nỏ bắn xa thì cũng bình thường thôi. Bắn gần mới sợ. Rồi trên dốc A có này. Dốc A có này. Mày ngẩng cầu lên là mày chết rồi. Đồng đội ơi là đồng đội. Bây giờ vẫn chưa thấy ở chỗ nào. Đang đi móc hành lang rồi. Rồi, cố lên, hai đều rồi. Còn mới dậy. Mày chết này. Rồi hay lắm, còn một thằng nữa thôi, cố lên. Còn một thằng nữa thôi. Rồi. Cạn lời một phát nỏ mình chết luôn. Được ông đồng đội ngao nữa, mình đã chết đây rồi mà không biết ở đâu nữa, không biết địch ở đâu. Chán quá, trời ơi, quả phí phạm của trời. Rồi, ba quả khói ra mít. Hay lắm. Mình cũng không kịp thu hồi lại bom. Rồi, đồng đội đẩy hầm luôn. Nhậu rằng em mới đang đi về đâu đây. Quên. Mày bắn quá cũng không đánh giá về cái khẩu này. Thì khẩu này thì mình thấy nó cũng như mấy dòng AN94 khác thôi. Có cả cái khẩu AN94SS này. Rồi AN94 Default. Có cả AN94 VIP nữa. Nhưng mà trong mấy dòng đấy thì mình thấy những cái khẩu AN94 thường ấy, ngoài cái khẩu VIP ra mình thấy khẩu nào bắn cũng khá là ngon. Cái khẩu VIP mình thấy tâm nó nở ra rất là nhanh. Vừa nhanh vừa to. Rồi chết rồi. Đồng đội mình cũng đã chết rồi. Lần này thì chạy đâu được. Hành lang một em. Cầm nỏ à em ơi. Cố lên rồi, 1v4 lại 1v5 rồi. Giết được một thằng. Nói chung là khẩu này mang vào bắn chơi, bắn trải nghiệm cũng khá ok. Nó ra canh cấm rồi, mọi người cứ cầm khẩu này vào bắn cũng khá là trải nghiệm súng cũng khá là thú vị mà. Mít có này, mít có này. Mít có một em này, rồi chết cha mày đi. Còn này, mày này, mày, ý mày nhớ rồi đấy. Tao cầm đục. Này thì chết đi này.
Bọn này thì đứa nào nó cũng cầm đỏ là như thế nào nhở? Mày ra đây là cái tội ít máu mà còn thích hiến máu à? Ít máu lại còn thích hiến máu nhân đạo nữa. Một phát clear team luôn. Chết đi. Hôm nay làm cậu này cũng mục đích là chỉ làm clip review cho anh em xem thôi. Chứ còn trận này thì mình cũng không biết là thắng thua như thế nào nữa. Đồng đội mà, cũng không biết là thắng hay thua nữa. Nói chung là để vào ghép vào một team thì nó bình thường, nó không sao. Nhưng mà ghép vào mấy ông ngáo thì mình cũng không đỡ được. Trận nào cũng 1 cân 5 thì mình cũng không thể chịu được đâu. Rồi, nam của này cũng khá là to. Nói chuyện là cứ hành tá tràng đi. Hầm này, hầm, hầm này. Hầm chết tươi rồi. Một thằng móc mít vào này. Mày móc mít vào B này, chết đi cưng. Chạy đâu? Đứng đây, núp đây thôi, núp đây thôi, núp đây thôi. Mình canh B thôi. Còn hai ông kia nữa. Một ông thì xông lên tận nhà nó. Một ông thì chắc là đang thủ Saya. Thôi, cuối cùng thì chết luôn. Nó hành cho sấp mặt. Team bên kia mà không cầm nỏ thì chắc là team mình cũng đỡ được đấy. Hay, hay lắm. Cố lên, chỉ còn một thằng nữa thôi. Cố lên, cứ thử bom sai đi. Bom phát được à? Đồng đội báo bom rơi à? Bom rơi hành lang à? Ok. Về hành lang canh bom luôn, không có gì phải sợ. Xem nó có sợ nó đi móc mít nhỉ. Rồi, hay lắm, mình đồng đội mình sơ tái rồi. Rồi, 43 rồi, cố lên anh em ơi. Rồi, chỉ còn một đá đầu nữa thôi là thắng rồi. Cố gắng thủ đi, thẩm du đi. Mình không biết tiếng Việt chứ không. À quên, mình không biết tiếng Trung thôi. Chứ biết tiếng Trung là cũng bảo nó kêu gọi anh em thẩm du ở nhà đi. Thủ sai đi. Mấy bố cứ xông lên ý, làm cho nó bắt hết. Rồi, quả này kéo nó lại. Định đẩy B thì khổ. Mày có vào không? Rồi, không thấy gì. Và này nó bảo mày vào này. Ăn cướp rồi. Còn có 16 HP này thì bắn cái gì. Rồi B nó móc này. Nó móc mít vào B này. Nhảy xuống này, nhảy xuống này. Mày ít máu quá, không kịp bắn chan tật ấy. B chết rồi. B tận 2 thằng, 2-3 thằng này. Thấy chưa? Không thủ cứ xông lên nhà nó cơ. Có mỗi mình thủ B cơ. Chán quá. Ghép vào mấy cái ông ngáo ngá này cũng khổ. 17 chết 4 rồi. Nhìn cái số kin, số KD của đồng đội mà cũng chán, vẫn nản lòng. Team bên kia bắn cũng bình thường, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Bắn cũng bình thường thôi. Nhưng vấn đề là nó cầm nỏ với cả nó cũng côn hơn đồng đội mình nữa. Đồng đội mình toàn xông lên như thế, làm sao mà đỡ được. Rồi, cố lên. Cố lên mấy anh em ơi, cố lên. Cố lên nào. Để cho nó giết như thế, không thấy chán à. Lần này thì xông lên lên, tôi thủ B nhiều thế. Mình lại phải về A thôi, về A canh thôi. Tao lại phải về A canh rồi. Rồi, chết rồi, hay lắm. Hành lang chết. Hành lang chết rồi. Mạng đổi mạng luôn. Trời ơi, 14 này về A canh bớt đi. Rồi, à, rào nó lên rồi, nghe thấy tiếng rào. Rào lên rồi. Ui, nó lên rồi này. Trời ơi, anh ơi, rồi anh thấm thêm. Mẹ nó bắn một phát, còn có mấy. Trời ơi, tại sao được là cũng là mấy máu là như nào nhở? Nó đuổi mình, nó đang đuổi mình nhỉ. Bò má rồi, nó mới đau này. Chết rồi. Mày này. Mày này, đồng đội mình đi móc rào. Cuối cùng thì cũng đã chết rồi. Tao, tao phải tao cho mày chết luôn, chết chào mày đi. 2v2. 2v2. Đồng đội ơi, về nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Sao mày không đi rào đi? Mày chết. Ăn cứt rồi, thôi thua. Một thằng snip nhá. Một thằng snip, còn một thằng ở dưới dốc dốc A. Hay, còn một thằng nữa thôi. Ngay dưới dốc A bên phải. Thôi, thì cũng thua rồi. Mọi người xem clip thì hay thì đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Qua là đau lòng thua đắng mề. Trời ui. Cả N14 này không biết mấy bố bán kiểu gì.
我真不在乎、哦